Thưa quý vị, vào sáng ngày 26 tháng 2 vừa qua, tại hội trường Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trọng thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024. Quan Lâm Chính minh đã chỉ đạo hội nghị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và thường Thích Giác Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các huyện thị thành phố, tăng ni trụ trì, đại diện lãnh đạo cùng dự tham dự hội nghị. Đại đức Thích Minh Phương, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2023 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024. Theo đó, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng những hoạt động của giáo hội trung ương cũng như của chính quyền địa phương. Tuy có những thuận lợi và khó khăn nhất định, nhưng đều được sự chỉ đạo kịp thời của thượng viện Ban trị sự nên Phật giáo tỉnh Đắk Lắk đã có những thành tựu đáng khích lệ trong năm 2023. Báo cáo tăng sự, tổng số tu sĩ Phật giáo hiện nay trong toàn tỉnh 690 vị, tổng số Phật tử trong toàn tỉnh có 194.454 Phật tử, có 2. 416 đoàn sinh, gia đình Phật tử, các đạo tràng bác quan trai, niệm Phật, Pháp Khoa, Dược Sư, một ngày an lạc, khóa tu thiền được các đơn vị tổ chức đều đặn hàng tuần. Các hoạt động chuyên ngành ban hoàng pháp, nghi lễ, văn hóa, thông tin truyền thông, hướng dẫn Phật tử đều phát huy tốt chức năng của mình trong các chương trình Phật sự của tỉnh nhà, đáp ứng được sự kỳ vọng của Thường trực Ban trị sự và bà con Phật tử. Nhằm giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn Công tác từ thiện xã hội luôn được Phật giáo tỉnh Đắk Lắk quan tâm. Trong năm qua, nhiều công tác đã được thực hiện đa dạng và quy mô với tổng kinh phí 32 tỷ 596 triệu 376 ngàn đồng. Tiếp đó là dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024. Ban trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt mọi Phật sự trong năm tới. Thượng trưởng Ban trị sự đã lắng nghe ý kiến của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đại biểu tham dự nêu lên những thắc mắc đóng góp nhiều ý kiến và đã được chủ tọa đoàn trả lời thấu đáo phát biểu tại hội nghị ông đặng tuấn cường trưởng ban tôn giáo tỉnh đã nêu lên một số thành tựu về kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh nhà trong đó có sự đóng góp không nhỏ của phật giáo đắk lắc nói chung và bà con phật tử nói riêng đồng thời ông gửi lời chúc mừng các thành tựu phật giáo tỉnh đã đạt được biểu dương các hội động an sinh xã hội hướng dẫn phật tử chấp hành pháp luật cũng như sự kiện toàn trong công tác tổ chức giáo hội. Đạo từ tại hội nghị và thượng thích châu quan vô cùng hoan hỷ tán dương các thành tựu mà Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được và thượng tin rằng với tinh thần hòa hợp đoàn kết Phật giáo tỉnh Đắk Lắc sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Cuối lời và thượng chúc lành đến chư tôn đức tăng ni và lãnh đạo chính quyền mặt trận tham dự được nhiều sức khỏe an vui đón năm mới các tường như ý.